cái thời kỳ cùng cuối mà Đức Thầy chúng ta ra đời đã hối thúc tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Xin thưa quý vị, hay là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Và cũng như câu mà đồng đạo nêu lên, từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai. Cho nên thầy dạy là rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơ tà quỷ một mai, tức là thấy đời. Thì đó là cái lời dạy của thầy Phật, để rồi báo cho chúng sanh, để báo tin cho nhân loại mau thức tỉnh hoài đầu, mau mau kiếp kiếp chiên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Xin thưa quý vị, thì cũng như từ đầu năm tới nay, đúng theo câu giảng là từ đây biến đổi dị kỳ. Biến đổi tức là thay đổi đó quý vị, mà dị kỳ tức là lạ lùng, là những chuyện lạ kỳ nay có hay chưa, đó là một câu hỏi. Chưa là với kẻ chẳng ưa, với người tâm đạo biết thừa tới đâu. Thì những câu chuyện lạ kỳ hôm nay thì mình chỉ nhắc lại thôi, mà các bác mình tất cả mọi người ai cũng đều thấy, đều nghe, đều biết. Cũng như đầu năm thì bắt đầu là đã có cái chuyện mấy ngày Tết mà là chiều cường ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Và từ đầu năm tới bây giờ thì bắt đầu là hạn hán nó diễn biến ở Cà Mau. Bây giờ nó qua tới nước mặn xâm nhập tới Bến Tre luôn quý vị. Bến Tre nè, Kiên Giang nè, rồi Vĩnh Long là đang đối phó với cái chuyện là nước mặn xâm nhập và cái nguồn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, để tiếp tục trong cái buổi trao đổi Phật pháp, để trợ duyên nhắc nhớ cùng tu cùng tiến vào cái thời kỳ hạo ngân mạt pháp. Thì đó là cái lời dạy của thầy Phật, để rồi báo cho chúng sanh, để báo tin cho nhân loại mau thức tỉnh hoài đầu, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Xin thưa quý vị, thì cũng như từ đầu năm tới nay, đúng theo câu giảng là từ đây biến đổi dị kỳ. Biến đổi tức là thay đổi đó quý vị, mà dị kỳ tức là lạ lùng, là những chuyện lạ kỳ nay có hay chưa, đó là một câu hỏi. Chưa là với kẻ chẳng ưa, với người tâm đạo biết thừa tới đâu. Thì những câu chuyện lạ kỳ hôm nay thì mình chỉ nhắc lại thôi, mà các bác mình tất cả mọi người ai cũng đều thấy, đều nghe, đều biết. Cũng như đầu năm thì bắt đầu là đã có cái chuyện mấy ngày Tết mà là chiều cường ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Và từ đầu năm tới bây giờ thì bắt đầu là hạn hán nó diễn biến ở Cà Mau. Bây giờ nó qua tới nước mặn xâm nhập tới Bến Tre luôn quý vị. Bến Tre nè, Kiên Giang nè, rồi Vĩnh Long là đang đối phó với cái chuyện là nước mặn xâm nhập và cái nguồn nước ngọt, tức là nó bị khan hiếm. Cho nên mấy cái nhà máy á, mà trợ cấp nước uống đó, tức là nước ngọt đó, phải đi dùng xà lan mà bơm nơi khác về để mà bơm lên nhà máy để cung cấp cho người dân. Rồi bây giờ ở ngoài miền Trung đó, thì cũng như là các cái tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk đồ đó, cũng hạn hán và không có nước tưới tiêu. Chẳng những vậy mà mấy ngày qua các bác mình thấy một cái chuyện phải nói là giật mình. Một cái chuyện coi như là nghe qua thì khiếp sợ, nhưng mà may quá thì chắc có lẽ là mình sống trong đất nước Việt Nam này có Phật ở đời. Và chúng ta ai ai cũng đều biết điều thiện, điều lành và biết tin tưởng nhân quả, biết cầu nguyện. Cho nên cái trận mà động đất ở Hà Nội đó, đó cũng là cảnh báo quý vị. Nó rung lắc làm cho người dân rất là phải khiếp sợ. Nhưng mà may quá nó không có ảnh hưởng tới là tài sản tính mạng. Nhưng mà đây cũng là một cái dấu hiệu. Thì sao mới mấy ngày thì bây giờ ngày hôm qua đây, tức là chúng tôi đang nói đây, thì trước đó một ngày thì bắt đầu là ở miền Bắc đó, ở các tỉnh đó là cũng như là ở Lào Cai, Yên Bái, thì xảy ra một cái trận mưa, mà mưa này là mưa đá mà phải là khiếp sợ. Nếu mà nói người ta mà đi ngoài đường có thể là bị mẻ đầu sức chán.
Và cái trận mưa này đó nó kéo thêm một cái điểm lạ là 12 giờ trưa và bỗng nhiên là tối tăm trời đất. Quý vị thấy là chúng tôi nói đây là hoàn toàn là sự thật ở trên mạng và trên báo, trên đài cũng như quay những cái đoạn clip lại mà mình, nếu mà mình trực tiếp mình chứng kiến đó thì những người dân người ta vừa quay mà ta nghĩ là đó là sập chờ tận thế rồi. Cái người dân người ta hoang mang nói với quý vị, nhưng mà may quá là nó qua xong rồi nó hết. Nhưng mà tại sao mình phải nhắc như vậy? Thì đây là hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ là đúng theo lời tiên tri của thầy của Phật là từ đây biến đổi dị kỳ. Dường thế chuyện gì cũng có chuyển lai, tức là cũng có xảy ra hết. Mà không phải bao nhiêu đó đâu. Còn nhiều chuyện sắp tới mà thầy nói nè. Bắt đầu năm nay thì quý vị thấy là đúng vào cái năm Thìn. Mà năm Rồng bước tới thiệt là năm Thìn bước tới thiệt là Rồng. Tức là năm nay là cái năm Thìn mà bước tới thiệt là Rồng, tức là đúng là con Rồng. Nanh gút dãy dùng nổi lông đông. Con Rồng này nó rùng mình nha quý vị, tức là nó chuyển động ngang. Thay vì nó nằm im thì bây giờ là nó chuyển động. Chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ. Lo nổi đói đau giống lạc hồng. Thì bây giờ thầy nói đối với nghèo sắp đến bây giờ vì thương đời nên lão kể sơ cho bá tánh gõ lời châu Ngọc. Quý vị thấy là cái chuyện hạn hán cũng là cảnh báo. Rồi bây giờ mưa đá xảy ra rồi làm cho là cái tỉnh, tức là Yên Bái đó, trong cái trận mưa đó bỗng nhiên là nó tối giống 12 đêm vậy đó. Tất cả là phải bật đèn lên. Bởi vì tự nhiên mưa cái tối hù luôn. Mà bằng ngày quý vị buổi trưa quý vị. Đó. Cho nên như vậy mà nó ứng. Thì bây giờ quý vị thấy là mấy ngày qua đó là các tỉnh đó là đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Kiên Giang, Đồng Tháp nè, Vĩnh Long, Cà Mau, Bến Tre đó là họp báo đó là để đối phó với hiện tượng là Anino, tức là hiện tượng ấm lên, nóng lên. Nó sẽ kéo dài cho đến tháng 5 và diễn biến gần tháng 6. Thì trong những thời gian tới là nắng nóng, khô hạn, nước mặn thì nó xâm nhập. Nếu không có khéo cũng như là không có cách để bảo vệ đó thì làm cho đời sống dân chúng người ta rất là hoang mang, đói khổ, mà Đức Thầy đã diễn tả là khổ đà nó đi đến như tên. Tức là như tên, tức là liên tục, tức là hết cái khổ này thì bắt đầu nó sẽ đến cái khổ khác. Giống như cái hiện tượng này mới vừa xảy ra, người ta đã hoang mang thì bắt đầu cái hiện tượng khác tiếp tục nó xảy ra. Nhưng mà xảy ra là chứ quý vị, bởi vì nó sẽ đến cái chỗ là con Rồng mới nửa gút nanh. Thì đây tới nửa năm nay mà trong bá tánh đã thất hành hay hùng, thì bây giờ quý vị hãy đón tin, mình hãy đón xem những cái chuyện sắp tới sau đây biến đổi dị kỳ mà dương thế chuyện gì cũng có xảy ra. Bởi vì cái chuyện đó là những chuyện lạ kỳ nó có hay chưa, nhưng mà cô bác mình đó nhiều khi mình thắc mắc lắm. Mình nói chứ mình đâu có chuyện gì đâu, nhưng mà quý vị nên nhớ Đức Thầy tiên tri là cả thế giới này, không phải riêng nước Việt Nam. Đó, chúng ta hãy theo dõi lời của thầy là cờ thế giới ngày nay gần thúc, hay là cuộc thế giới chuyển lai mà như chóng, phiên dân tình hãy lắng mà nghe. Bây giờ sau khi mình biết cái khổ này thì mình làm sao? Bây giờ đầu tiên thì thầy Phật báo cho mình là những cái thiên tai, những cái tai nạn, là những cái khổ đau, là những cái sự chết chóc khổ đà đi đến như tên. Bây giờ gán lo tu niệm để chi? Tìm nền vinh hoa. Mà cái vinh này của Đức Phật Bà, tức là của Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy cái lệnh nên ta giáo truyền. Thì cái vinh này của Đức Phật Bà mà của ông Phật Tổ ban mà cho dân, tu cho nhàn tội, tấm thân đừng làm tàn ác, xa lằn tiên bang. Nên Đức Thầy ra đời Ngài cho biết là ngõ lời phiên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh để chi? Hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật thì mùi hương thơm bát ngát, mà dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét mà dứt câu thù hẳn quán. Mình nghe tới cái này mình thấy ham của bác em ơi. Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới dạng văn trăm họ được im liềm, thì trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền ca kỹ. Đạo tôi chúa chặt nhìn câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, mà đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Rồi biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì,
Thiêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá, thì đạo bè bạn bắt phân nhân dưới ngã. Chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền, gan thì trên non tiên văn dặn tiếng phụng hoàng. Phật tiên thánh an ban miền định quốc, đời sức thánh tỏ bài câu tim tắc, gan giữ gìn kẹo mắt giống hiền xưa. Những thói hư tật xấu phải gắn chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tặng mặt. Ta kể sơ ít điều cho dân tắc, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành Phật từ bi, đặng chữ cao thanh mà người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Bởi vì tu là phúc của thân hiện tại, mà tu là vui của quả đời sau. Quý vị đồng ý không? Tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi đọa vào đường mê. Sớm tu thì sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan. Mau tu chứ để vụn màng vô thường, chẳng đợi mà thời gian không chờ. Bởi vì thời gian không có chờ một ai đâu, quá chơi mê. Ngày đến mà đến đi ngang, đâu kéo ngược. Mà năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thăng yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm lắm gọn gàng, thì biết được trần gian là mộng quyển. Tức là biết trần gian này là nó giả tạm. Bây giờ chữ mộng đó là chiếm bao, mà chữ quyển là giả dối đó quý vị, không thật đó. Thì biết được trần gian là giả tạm, thì tử thần sửa soạn nó kéo vào quan, mà đã kéo vào quan quách biết bao người. Tức là biết bao nhiêu người đã chết rồi, biết bao nhiêu người đã ngã xuống rồi, kéo vào quan quách biết bao người nè. Thầy nói là cuộc sống sum dày đó, phỏng mấy mươi, đây là câu hỏi nha. Cái cuộc sống này nè, sum dày tức là được bao nhiêu năm, lắng lúc lắm lúc đua chen mà vui lẳng dặn là sao quý vị? Cuộc sống này á, có lúc đó là vui mà có lúc thì buồn đó, có lúc thì khổ. Chính vì vậy mà thầy Phật mới ra đời, nếu đời thật bình an thiệt sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh. Chọn vui, chọn tốt, chọn lành, Phật đâu gộ việc tu hành làm chi. Vì vậy mà lắm lúc đua chen vui lẳng dặn, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười, tuồng đời chuốt ngót cho song tiếng, mà cuộc thế trao dồi mượn tắc hơn. Nín thở nằm ngay không cự quậy, đó. Xót thương con trẻ khóc đôi lời, tội nghiệp cho mấy đứa con mình đó. Bây giờ đoạn thứ 6, biệt ly cay đắng nè, người mình thương bỗng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ gục tầm chua xót ở thế gian, thì mấy ai thoát lọt nợ gia đình đeo đấm can duyên. Cơn nguy nghèo thân thể chân chiên, rồi lúc mới là nguy lạc người trời trong mãi. Cuộc tan hiệp, hiệp tan ăn ái đến xong rồi để lại sầu u. Có phải không quý vị? Để lại cái khổ cái buồn. Đó, như vậy thì xót thương con trẻ khóc đôi lời. Bây giờ mấy đôi lời kể lại nỗi hàng quyên ma lớn chai to phí lắm tiền. Tưởng vậy sát thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách mới lắm quan khiên. Nếu biết đạo, biết tu, biết làm hiền thì thiên đường siêu thoát thờ thông thả. Còn cuộc đời sống mà không biết tu đó là địa ngục trầm lưng ác đảo điên. Như vậy thì hôm nay mình theo Phật, theo Thầy để rồi mình giác ngộ tu, để rồi chúng ta tìm cho mình con đường hạnh phúc an vui. Đó, chẳng những bản thân mình được yên vui hạnh phúc, mà mình cứu được ông bà tổ tiên cha mẹ. Quý vị nên nhớ nghe, chờ một mặt là sáng đầy thiên hạ, cầu một cây là đưa được muôn người, tu là hạnh phúc con ơi, cứu cha mẹ được mà độ mình cũng xong. Mà con đắc đạo là cứu an cha mẹ thành là diều trẻ qua chuông, chồng thành vợ cũng nên luôn, vợ thành chồng cũng qua chuông thảm sầu. Cho nên từ đây về sau, trong cái nhà nào mà có một người giác ngộ lo tu, chúng ta phải ủng hộ. Nếu con mình tu, mình chưa tu được, mình cứ việc ủng hộ cho con mình tu. Mà chồng mình tu được, mình chưa tu được, thì mình cứ để cho chồng mình tu, để cho chồng mình đi từ thiện. Bởi vì nếu chồng mình mà đắc đạo, được hành tiên tắc Phật của công đức, thì mình cũng được hưởng luôn. Rồi bây giờ nếu vợ mình tu, mình chưa tu được, thì mình cứ ủng hộ. Sau này vợ mình có về Phật, về tiên, thì cũng trở lại cứu giấc mình. Có nhiều người nói được không phước nghiêm, sao không được? Bây giờ xin hỏi quý vị nè, Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia đi tu thành Phật Thích Ca. Sau khi đắc đạo xong thì Ngài trở về nè. Thứ nhất là quá độ cho cha mình là vua Tịnh Phạn Vương. Và cũng như bà Hoàng hậu Ma Gia, sau khi mà
đảng sanh xong đó, sanh ngày xong đó, thì 7 ngày sau tức là bà qua đời, dứt nợ trần nên dội quy tiên. Do công đức quá lớn được sanh về cõi tiên, bởi vì mình sanh bà là cái người tốt, người hiền. Nhưng mà Đức Phật khi mà đã đắc đạo thành chánh quả Như Lai rồi đó, ngài về, ngài lên cung chờ đau lợi, tức là thuyết pháp cho mẹ mình nghe và tu chứng quả luôn quý vị. Và sau đó tức là ngài quá độ luôn, tức là nàng Du Gia Đà La, và cũng như La Hầu La là con của ngài, cuối cùng cũng tu thành chứng quả và được liệt vào trong thập đại đệ tử là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lô Na, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, U Ba Ly, rồi A Nan Lực, rồi đó là Ca Chế, là tớ La Hầu La, đó là 10 vị đệ tử. Như vậy có phải là con đắc đạo cứu an cha mẹ không? Tu một thở cứu an vĩnh kiếp nè, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thiền to một chiếc sấm ga, tất nhiên chở hết cả nhà mà xuống đi. Xin thưa quý vị, cái đó là mình chỉ nói phạm vi trong thân tộc thôi, chứ cái người đắc đạo cứu được muôn loài, đó là tất cả vạn loại chúng sanh đặng, cứ thầy đã cho biết rồi. Đầu cuối lại của quyền thất tổ, ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành, nay con quy Phật tu hành. Đó, mình đã hứa, mình nói của quyền, mình báo với của quyền mình là mình theo Phật tu hành. Đó, nay con quy Phật tu hành, mong trừ dứt, không, nay con quy Phật tu hành, cứu trong tông tổ để chi? Giảng sanh liên đài. Đó là điều thứ nhất. Về Phật quốc ngày ngày an lạc, rồi cả giống dòng giải thốt lương trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm với độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Giống thầy mình đó, hôm nay đắc đạo là trở về cứu tất cả chúng sanh. Đó, như vậy thì cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng mới giải thoát lương trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng liếng chẳng ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Như vậy thì có phải là một người tu chứng quả cứu luôn chồng vợ, là con cháu thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh. Hôm nay thầy là cái người đắc đạo rồi, trở ở đây để cứu vớt mình. Thầy nói là con sông dòng nước chiều mơ, dốc lòng trả nợ nước đời cho xong. Hay là tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy, đặng giải quả căn, nhà tôi đâu có khó khăn, đem theo trong sách bạc hằng 80. Xin báo cho quý vị, hôm nay chúng ta có mặt ở cõi đời này, chúng ta nghe giáo lý của thầy, của Phật, chúng ta tin nhân quả, chúng ta biết hướng thiện. Chúng ta biết tin nhân quả thì cũng xin báo cho quý vị là có những điều mà được may mắn mà quý vị hãy kiểm tra lại coi mình nằm ở vị trí nào nghe. Thứ nhất, chúng ta là thân bằng quyến thuộc, là con cháu của thầy Phật nhiều đời nhiều kiếp. Đó, đó là cái gì thứ nhất. Thứ hai, chúng ta là bạn đồng tu cùng với thầy, vì Đức Thầy đã cho biết vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị nên mới đầu thai làm con người ở thế gian. Vậy là mình đã có tu nhiều kiếp, đã bao nhiêu kiếp kiên trì mới trôi lần đến thời kỳ này đây. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có mà đã dành nhiều năm. Bởi vì tu buộc thở cứu an vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha, thiền to một chiếc sấm ga, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Hay là qua câu là một khi để kiếp qua rồi, muốn làm người lại thật là khó thay. Làm người được là may, muôn thở cũng là xưa, tức là cũng là xưa do có nghiệp lành, tức là hồi xưa mình đã có tu hành rồi. Cũng là xưa do có nghiệp lành, bây giờ nếu biết tu hành tức là sẽ được trở thành Phật tiên. Mà đã sanh được làm người rất quý, thường được nghe dạy chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên. Không tu sao khó trở nên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thú, không được nghe phiên nhủ lời lành, lại không được biết tu hành, tức là chịu kiếp tử sanh hoài hoài. Ví như sanh vào loài sâu bọ, chí quá cuồng thân lại nhỏ hơn, sớm sanh chiều lại mất xác thân, câu chân lý không từng nghe được. Vậy thì mình là bạn đồng tu, là những người tu cùng với thầy với Phật, nhưng mà thầy Phật thì tinh tấn siêu thăng nhẹ tách đường mây, còn mình thì chưa có dứt được cái nghiệp mê, cho nên trầm lưng quan nghiệp nó càng gây thêm hoài. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà thầy Phật đã đắc đạo rồi thì do cái duyên lành đó, hôm nay thầy trở lại đây đó, thầy dùng cái tiếng chuông cảnh tỉnh để rồi kêu gọi chúng ta. Thầy thấy con nay đắm cõi chẳng
đường tu lơ láng chẳng ăn cần, thường thay công quả tu từ trước, lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân, chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn, ắt là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục chầm lưng cách thượng tầng, theo ta đến chốn tiên bang, đặng coi các nước hội hàng năm non, hay là dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui vậy xem hội hội Long Hoa, mà Long Hoa tiên Phật đáo ta, bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, lòng thầy chua xót cuộc thầy đau, nghe được lời phiên tỉnh giới nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Đó, thầy có đời mà đờn những câu tỉ mỉ gu hồn, làm cho người dạ ái bất nôn. Cái dạ ái là cái tâm á, cái tâm từ bi, cái tâm thương người mến vật có sẵn của mình đó, mình nghe tới mình nôn. Làm cho người dạ ái bất nôn mới cúi đầu trước quy y Phật pháp, mà quản chi thân bị mưa nắng táp, nơi sang giàu ấm áp mặt ai, vẽ cho văn lập chí gâu mài, pha tan ngốc tinh thần nhu nhược, thân nặng nề như chim ô thước, quyết làm xong cầu đá sông ngăn, nên chẳng ngờ màng bảo ngọc châu thân, miễn con trẻ nhừng ăn thánh đế, rung chuông lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện chí kinh, gã phiên văn hẹn có sơn minh, diều ba tánh hứa cầu thể hại, miễn tâm được hư vô tồn tại, sống ở trần mới hối cải tiền phi, sống làm sao vẹn chữ tu mi, sống dùng dãy gâu mài nam từ, tự như duyên với quay phong thiên tứ, bút thần linh mượn mực tay đề, phiên tu hành hao sức tổn hơ, chẳng hề mở miệng ra than trách. Đó, đọc hoài để quý vị nghe hay hoài quý vị. Đây là những đoạn thầy kêu gọi, thầy đánh thức chúng ta mà. Như vậy thì xin báo cho quý vị chúng ta là những người bạn đồng tu. Cái thứ ba đó là chúng ta là những người đã từng trợ duyên cho Đức Thầy một miếng cơm, một manh áo hay là một cái vật chất gì đó. Cho Đức Thầy Ngài cho biết là cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Quý vị ơi, quý lắm ngàn. Bởi vì ở đây đó là thật sự mà nói đó, trong những tiền kiếp may là mình có cái thiện tâm, rồi mình có cái tình thương, mình quý mến mấy cái người tu, tuy là mình chưa có tu hành gì nhiều, nhưng mà mình thấy là tu đó mình ủng hộ, mình giúp đỡ. Cũng giống như khi tiền kiếp trước thầy tu, thầy là cũng là một người tu, mà chúng ta lại có mặt trong thời kỳ đó. Bởi vì cuộc sống của mình không phải mới đây, Đức Thầy đã báo tin là xét cõi trần sống khổ dạt trôi vô lượng thứ ở trong thế giới này có chị em ơi. Mà Phật tiên thánh thì muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy thi siêu thăng nhẹ tích đường mây, chầm lưng qua nghiệt càng gây thêm hoài, cho đến phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp. Quý vị nhớ là chúng ta từng có cha mẹ đó, cái ơn nghĩa đó tới vô lượng kiếp là 29 con số 0 đó quý vị. Mà quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên, như vậy thì mình đã có mặt trong cái cuộc đời này rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình may duyên mình có cái thiện tâm, nên mình giúp đỡ cho những người tu, trong đó là có Đức Thầy. Thì khi thầy đắc đạo xong, thầy nhớ cái ơn nghĩa đó, bởi vì là trả nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn nè. Thì cảnh non bồng mới kỳ hẹn ngày kia, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, hay trả nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn, tức là thầy trở lại đây đền ơn đáp nghĩa, nói cho mình dễ hiểu. Cho nên cùng thù đáp tức là đền đáp. Quý vị nhớ nha, những linh hồn tức là mình đây, trong đó có mình, đã trợ duyên trong nhiều kiếp
giúp ta nương cậy tu hành, tức là giúp thầy nương cậy tu hành. Hôm nay mình nói rõ luôn. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa khắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây ra đó. Nhưng mà Đức Thầy đó đã nhiều kiếp tu hành mà chúng ta lại có duyên giúp Thầy, Thầy đắc đạo xong trở lại đây, Thầy ban cho mình một chánh pháp. Cho nên những người nào mà nghe những câu giảng Thầy, những lời kinh của Thầy đó, mà chúng ta cảm nhận xúc động gơ lệ, hay là trong mình cảm thấy nó gần lên, hoặc giả là quý vị thấy nó hoan hỷ, nó vui cùng vô cùng, thì báo tin cho quý vị là mình đã có duyên với Thầy Phật. Cho nên lời của Thầy nói ra mình cảm mến liền đó. Vậy mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó, do cái duyên lành đó à, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mất nẻo mà giải khôn luân hồi. Hay là ai mà muốn đặng phước duyên, tức là ai mà muốn đặng phước duyên thì nghe lời phiến thiện lòng liền phát tâm, tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp mà khỏi lâm tai nạn, phước đức quý hơn bạc vàng. Những người bậc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì, trọng trai yêu Chúa kính gì bề trên, mà hiếu chung lòng chớ gọi quên, sống lo chọn đạo là thác lên tiên đài. Đó, mình nghe tới giảng Thầy mà xin hỏi quý vị là có không? Nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kéo vật dục cuông lôi vào bể khổ, cả kiêu sanh chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên, khổ đà đi đến như tên, gán lọ tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân, tu cho nhàn tội tâm thân, đừng làm tàn ác xa lằn tiếng ban. Tiếng kệ từ bi quá diệu chậm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thiền chỉ dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe gành chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, mà tịnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Quý vị ơi, quý vị không biết sao cho bản thân tôi mà ngâm cũng thấy cảm động đó. Bởi vì nghe chuông linh sớm dứt bể hà mà Thầy dùng cái giáo lý để cảnh tỉnh mà những người có duyên thì lại là thấu hiểu, mà những người không duyên thì sao? Đờn ta vốn thiệt không dây vô duyên, không biết lời Thầy nói xa. Cho nên cái người không có duyên đó thì cũng đừng có trách. Bây giờ nghe kệ sấm là như gu giấc mộng, bởi nghe tới đâu rồi nó chìm đắm mà không có thức tỉnh được, thì nếu như vậy thì mình nghiệp nặng lắm nghe. Mình phải cố gắng để cái thời kỳ này thấy chúng sanh ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng gớt, hay là thấy phiên bổn đạo cho nên mê ngủ, thức dậy tầm đạo chánh của khùng để sao xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bệ, quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mê nhặt chổi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Thì đặc biệt là hôm nay nhân cái dịp chúng tôi đi lễ Đức Cố Quảng Trần Văn Thành lần 151, mà thấy là cái tình cảm á, cũng như là tình thương của đồng đạo chúng ta dành cho ngài Đức Cố quá sức là ý nghĩa. Khi tôi trở về đây thì mình chứng kiến có nhiều điều hay lắm cô bác. Đồng đạo mình đó là phải nói là tranh nhau đãi cơm, đãi cháo, đãi bánh, đãi nước, bánh bao, xôi bắp, đó là chè cháo gì tất cả đều có. Mà tại sao mình phải làm như vậy? Cái này là nhờ chúng ta cảm nhận được cái giáo lý tình thương của Đức Thầy. Việc nhà quý bạn đã xong nè, hiệp nhau làm phước mà gõ lòng hiền nhân. Bởi vì trong một nước là nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền,
niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, thì ao sen báo Tây Phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Cho nên cái giáo lý á, của thầy tổ cũng như là về tôn chỉ hành đạo đó là rút gọn lại qua một bài kệ. Dù cho ở cấp độ nào tu tới đâu thì cũng phải qua cái bài kệ này của thầy. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài trụ thế 49 năm và cái giáo pháp của ngài đó là 84.000 pháp. Đức thầy hôm nay ra đời cũng vậy. Vậy thì hôm nay Đức Phật khi xưa đó ngài tóm gọn là cái chân lý, cái giáo pháp của ngài là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là điều ác nên tránh, điều thiện nên làm, giữ lòng thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Hôm nay Đức Thầy cũng cho biết là điều cần yếu, tức là cái cốt lõi đó quý vị, làm hết các việc từ thiện, tức là cái gì thiện thì chúng ta làm. Mà trong cái thiện đó nó nhiều điều thiện lắm quá chị em. Tất cả mọi người đều làm theo cái sở hành và cũng như về cái khả năng của mình. Thí dụ như bây giờ mình đi ký thuốc nam cũng là thiện, mình đi nấu cơm cháo cũng là thiện, mà mình đi nhà sập cắt cho ta ở và đường lỡ đất cho ta đi cũng là thiện, mình đi chuyển bệnh miễn phí cũng là thiện, rồi bây giờ mình hút thuốc cũng là thiện, rồi bây giờ mình đi đọc giảng cũng là thiện, mình đi trao đổi Phật pháp cũng là thiện. Vậy thì tất cả cái gì mà thiện là những điều tốt đẹp, những gì mà giúp cho người ta được yên vui, giúp cho người ta được no ấm. Vì thì điều cần yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, cái gì mà làm cho người ta đau khổ, cái gì mà tham là sân là si là nhân ngã, ích kỷ hơn thua đấu tranh, ganh ghét hờn thì tham muôn bề, phiền trong nam nữ chợ quê, mới cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương, hay là mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi nơi dòng bình khổ. Để hiểu không quý vị? Tham sân si đó gọi là ganh ghét hờn. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tấm lòng ích kỷ, mà tu hành mà dĩ kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm lưng. Vậy mà Đức Thầy nói là xin quên mấy lúc giận hờn, ra tay tế độ mà nghe đờn Tây Quy. Những cái điều này Thầy xin. Vậy thì bớt phiền, bớt não cuộc đời, gắng nghe lời dạy, vậy thì hành y. Vì thế mà điều cần yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, mà quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Muốn rửa tấm lòng trong sạch là mình phải dùng cái nước đạo, cúi nhờ nước má mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, mà người khôn mau sớm mà rửa lòng bận nhơ, để má ở bệnh theo hờ bén gót, thằng chết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin. Dầu cho thông thái cũng nhìn cốt xưa, nở đâu lại dày bừa đồng lôi, cũng gấp ngày thượng đế xuống chăng, hoài đầu nghe tiếng chuông ngăn trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muốn dâng, bạch chinh mới giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi chăng, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì tham muôn bề, phiền trong nam nữ chợ quê, mới cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm, cõi cõi trung ương lương chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Xin nhắc lại cái bài kệ là điều cần yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì khi lòng của mình trong sạch thì tự nhiên, tức là biển trong yên lặng, thấy minh châu thanh tịnh vô vi, ấy đạo màu, chư Phật ba đời nương một mạch, hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Như Đức Thầy có câu là nguồn bạch thủy trong gieo thấy dạng,
mà lẽ nhiệm màu chưa hẳn trò ơi, đêm ngày buồn bã vũ hồi. Kìa trên tiên cảnh mà dị ngôi sẵn dành, đạo gợi khắp năm kênh tàu bút mà dạy đăng tường chẳng chút nào sai. Bởi vì hôm nay mà muốn được như vậy thì Đức Thầy nói là muốn niệm Phật bắt cần sớm tối, đưa cho bình pháp hành đó, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng. Bởi vì định tâm thần như mặt nước hồ mà si với nghĩ, nghĩ si đường lối. Vậy thì nếu ai biết chữ tu trì, tâm bình tịnh được thì phát huệ. Mà muốn tâm bình tịnh đó thì chúng ta không có nên háo thắng, hơn thua, đấu tranh, phân biệt, bôi nhọ, xuyên tạc hay là giận hờn, ích kỷ. Những cái đó nó không có tác, không có tác đó là động gì trong cuộc sống của những cái đó nó không có giúp ích gì cho cái đời tu chúng ta hết. Nhớ nghe quý vị. Cho nên có một cái tín đồ, cái bà này bà đến hỏi thầy, thưa thầy tu làm sao để được phát huệ. Thì nếu bây giờ mà cứ nói theo kinh điển mà trả lời nhiều quá, phải giới, phải định, phải huệ, rồi phải nhập định tham thiền thế này thế nọ, thì một số cô bác mình nắm bắt không có kịp. Nên ông Phật đó quyết dạy chằng để nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Mà tùy phong hóa dân sanh phù hợp, thì nói là muốn phát huệ đó thì bắt sâu. Đơn giản vậy thôi. Muốn phát huệ mình bắt sâu, và con sâu này là con sâu ở trong lòng chúng ta của mình. Giết cho sạch những loài sâu bọ. Quý vị đừng có tưởng là con sâu bọ ở ngoài nha, bị con sâu là tham sân si, con bọ là danh lợi tình, con sâu đục thăng mà con bọ để cắn ngang gốc. Vậy thì muốn giết cho sạch những loài sâu bọ giống hại người lúc bỏ gãy chồng thì huệ tâm khai, ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện, đôi câu thành thật. Khi lòng của mình không còn giận hờn hơn thua, không còn tham sân si nhân ngã, tự nhiên trí huệ mình nó phát khai. Thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng tôi có vài lời để gieo duyên qua cái tình thương mến thương của toàn thể cô bác chị em đã xem nhiều clip và cũng như quan hỷ và trợ duyên trên bước đường tu, mà nhất là hôm nay là cái ngày lễ Đức Cố Quảng Trần Văn Thành là đệ tử của Phật Thầy Tây An. Mà trong 12 vị đệ tử đó thì có nhiều người kể nó cũng chưa chính xác lắm. Có nhiều người nói là trong đó có ông Nguyễn Trung Trực, thì tôi xin nói cho quý vị là không đúng nha. Ông Nguyễn Trung Trực không nằm trong 12 vị đệ tử. Ông Ba Nguyễn Văn Thớ cũng không có nằm trong 12 vị đệ tử. Bởi vì cái đó là cái thế hệ sau này rồi, nó không có nằm trong 12 vị đệ tử lúc Phật Thầy còn tại thế. Thì cái người thứ nhất là Đức Cố Quảng Trần Văn Thành, rồi ông Tăng Chủ, rồi ông Đình Tây. Ông Đình Tây thì quý vị nghe hoài đó, là cái ông mà nuôi sáu lăm chèo đó ha. Rồi thứ tư tức là cái ông Đạo Lập. Ông Đạo Lập tức là ông Phạm Thế Trung là ở chùa Bồng Lai mình đó, chỗ thầy chú ba đó, là ông Đạo Lập. Rồi cái ông Đạo Thắng. Ông Đạo Thắng là được Phật Thầy trao cho cái bài thơ. Trước khi Phật Thầy viên tịch đó, thì Phật Thầy có kêu một vị đệ tử trong 12 vị đó, thì đó là ông Đạo Thắng. Phật Thầy nói là giữ cái bài thơ này cho kỹ, đừng có nói cho người khác biết, để sau này Phật Thầy chuyển kiếp phải viết được cái bài thơ này thì mới đủ cái điều kiện minh chứng. Khi Phật Thầy nói xong đó thì Phật Thầy viên tịch. Sau đó thì qua một thời gian sau, ông Đạo Thắng ông cắt giữ cái bài thơ này kỹ lắm. Đến khi gần chết, Lâm Chung mới kêu người cháu nội mình là ông Bảy Còn. Thì ông Bảy Còn á, ông Đạo Thắng mới bảo là giữ cái bài thơ này cho kỹ, đừng có tiết lộ cho người khác. Chừng nào Phật Thầy ra đời đem bài thơ này đến để đối chứng. Thì xin nói luôn, đến năm 39 đó quý vị, Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo tại làng Hòa Hảo. Thì chư thằng mới mách bảo ông Đạo Còn đó, là Bảy Còn đó, nói là Phật Thầy chuyển kiếp tại làng Hòa Hảo rồi, kêu ông đến trình diện. Cái ông này ông hơi nói cái từ là hơi ngang tí xíu, đã thấy chư thằng kêu vậy mà còn không tin. Lần thứ nhất kêu rồi ông cũng bỏ qua, tức là không tin. Lần thứ hai chư thằng lại mách bảo nữa, kêu ông đến làng Hòa Hảo để trình diện Phật Thầy đã chuyển kiếp rồi, ông không tin luôn. Đến lần thứ ba thì ông mới thấy vậy chuyện lạ quá, ông mới đem cái bài thơ. Đến là
tìm Đức Thầy để đối chiếu. Khi bước vào tổ đình, đây là một câu chuyện phải nói là ly kỳ hấp dẫn nghe quý vị. Khi bước vào tổ đình đó, thì Đức Thầy bước ra, ông Bảy còn chưa nói thế nào hết, bắt đầu Thầy điểm mặt liền. Thầy nói đó, ông Bảy, ông cũng dữ quá nha, chư thần kêu ba lần ông mới chịu tới. Tức là nói ông cũng ngang lắm đó, nó thẳng luôn. Chư thần kêu ba lần đó là ông mới chịu tới, là bắt đầu là ông thấy cúm giò đó quý vị. Bây giờ cái chuyện ông ta nằm chim bao, chư thần mách bảo chưa nói với ai, mà mới vừa bước tới cửa đình Đức Thầy ra điểm mặt liền. Đây nè, tôi có viết cái bài thơ sẵn rồi nè, ông đọc coi có phải cái bài thơ giống trong túi của ông không. Bây giờ bài thơ là bài thơ gì? Cái bài thơ đó bây giờ được in trong giáo lý, mà quý vị nhớ cái bài thơ này là cái gốc là của Phật Thầy, để của Phật Thầy, Phật Thầy viết. Đó là bài thơ Bát Nhẫn, viết bằng chữ Hán mà sau này mới dịch ra là Nhẫn Năng Xử Thế Thị Lương Hiền, Nhẫn Giái Trì Tâm Thặng Thủ Tiên, Nhẫn Giả Hương Lăng Hòa Ý Hỷ, Nhẫn Hòa Phu Phụ Thượng Kình Duyên, Nhẫn Tâm Nhật Nhật Thường An Lạc, Nhẫn Tánh Miên Miên Đắc Bảo Triền, Nhẫn Đức Bình An Tiêu Dạng Sự, Nhẫn Thành Phú Quớ Vĩnh Miên Miên. Nếu mà giải nghĩa thì nó thành một đề tài, nhưng mà đọc thôi. Và một câu thơ 8 chữ viết bằng cái bộ xước Đạt Đạo Ngao Du. Đạt Đạo Ngao Du là Châu Nhi diễn cặn. Như vậy thì khi mà Đức Thầy đưa cái bài thơ ông đọc xong là nó y gan chính xác 100% là trong túi của mình đây, mà chưa bao giờ cho ai xem. Mà Đức Thầy đã đem cái bài thơ đó nói là bài thơ này hồi là của tôi viết. Thì ông mới quỳ xuống lại Đức Thầy. Đức Thầy mới đỡ ông Bảy lên. Nói ông Bảy là cái phần xác tôi nó còn nhỏ lắm, vì ông Bảy lúc lớn tuổi rồi. Nếu ông lại thì vô tâm bảo mà lại, thì xin thưa quý vị, thì để nhắc lại, tức là ông Đạo Thắng là được Phật Thầy trao cho cái bài thơ để mà sau này biết Phật Thầy chuyển kiếp trở lại. Bởi vì lời của người Di Tịch Núi Sam chứ chẳng phải bài điều quyển hoặc luồn thanh điển nhó qua như chớp mà chuyển căn tiền để nhắc lớp người xưa. Nó mình là người xưa nè. Phật tiên dẫn chuyển lục lừa kiếm con hộ phước mà đưa trở về. Thì nãy tôi nói là một là ông Đình Tây, không, một là Đức Cố Quảng, hai là ông Tăng Chủ, ba là ông Đình Tây, bốn là ông Đạo Lập, năm là ông Đạo Thắng, sáu là ông Đạo Lãnh, bảy là ông Đạo Sĩ, tám là ông Đạo Trợ, chín là cũng như là ông Đạo Sang, và cũng như mười là ông Đạo Xiến, và 11 rồi chứ, nãy giờ đếm được chưa? Mới 10 ha. Bây giờ xin kể lời 12 vị cho quý vị nhớ kỹ giùm ha. Là Đức Cố Quảng, Đức Cố Quảng là một đó, rồi tới ông Tăng Chủ, ông Tăng Chủ, rồi tới ông Đình Tây là ba đó, ba, rồi bây giờ tới ông Đạo Thắng là bốn đó, rồi là ông Đạo Lập là năm đó, ông Đạo Lập là năm rồi đó, bây giờ tới ông Đạo Lãnh, ông Đạo Lãnh là sáu, rồi là ông Đạo Sang đi, ông Đạo Sang là bảy phải không, rồi đó là ông Đạo Sĩ, rồi ông Đạo Trợ, rồi tới ông Đạo Xiến 10 phải không? Trong đây còn sáu, còn thêm ông nữa. Không có đỡ trong đây. Tức là trong ông Đạo Sang, ông Đạo Sĩ, ông Đạo Trợ, ông Đạo Xiến, ông Đạo Lãnh, gọi là ông Đạo Thắng. Đức Quảng đầu rồi. Người cuối cùng là cậu Hai Nhu, tức là ông Hai Nhu. Không, bởi vì ông Ba Thớ không có nào trong đây. Nhớ kỹ, chúng tôi đang nói đây là không có ông Ba Nguyễn Văn Thớ, vì Nguyễn Thớ là đệ tử của cậu Hai Nhu. Có nói Đình Tây rồi. Không, tại vì mình đang nói cho thế 12 vị đệ tử. Không, cái ông cuối cùng đó là ông Hai Nhu. Quý vị nhớ là ông Hai Nhu là con của Đức Cố. Tức là trong 12 vị tử này nó đặc biệt là có hai cha con. Tức là Đức Cố là cái người đầu mà cậu Hai Nhu là người cuối. Cậu Hai Nhu khi đắc đạo xong mới thâu nhận ông Ba Nguyễn Văn Thớ. Thì ông Ba Thớ phải kêu Phật Thầy là sư tổ. Có hiểu chưa? Vì ông Ba Nguyễn Thớ là đệ tử của cậu Hai Nhu, kêu cậu Hai Nhu là thầy, là sư phụ, thì kêu Phật Thầy là sư tổ. Như vậy thì trong 12 vị đệ tử đó của Phật Thầy Tây An gọi là thập nhị hiền thủ, thì mỗi một người có một cái sứ mạng khác nhau. 12 người này đều đắc đạo tại thế, có thần thông phép thực. Cũng như là ông Đạo Lập đó, là
đương thời là ông đó là đi mây mà về gió. Mười với ông còn hay như là mùng một. Còn hay như là mùng một đó. Còn ông nữa, còn ông 12. Còn ông nữa nói xong nó quên ông đó kỳ vậy. ông nói vậy này, kêu ông hiện về rồi tôi nói ra cây sẽ nói lộn thiếu ông vậy. Thật chất ra cái 12 ông đạo á, gọi là 12 quỷ tử này có nhiều người kể nó hoàn toàn nó bị lệch quá. Như lệch ở chỗ là có người nó mũi ông trực là không đúng rồi đó. Có nhiều người nói ngày cửa đai không phải luôn, bị mấy người đó là giai khác. Cũng như ông ba Nguyễn Văn Thớ thì ba vị này hoàn toàn không có nằm trong 12 vị tử. Ừ, đúng rồi. Thì chỉ có ông đạo Chợ, ông đạo Sĩ, ông đạo Sang, ông đạo Lãnh, rồi đó là ông đạo Thắng, ông đạo Lập, rồi là ông Tân Chủ, ông Đình Tây, rồi Đức Cố, rồi đó là cậu Hai Du đó, vân vân. Thì nằm trong 12 vị đệ tử của Phật Thầy. Rồi trong cái buổi nay thì phải nói là cái điều đặc biệt trở về đây để gặp gỡ quý vị trao đổi Phật Pháp thì thôi. Đến đây chúc quý vị được bình an nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên hút